món quà độc lạ mà fan tặng cho nghệ sĩ. Chipu được đợi 3 giờ sáng và món quà cực có tâm đến từ fan Trung. Nghệ sĩ mỗi khi đi biểu diễn thường được fan tặng rất nhiều quà như hoa, vòng tiền hay giày dép, quần áo, bánh kẹo. Ngoài những món quà này, còn có người tặng thần tượng của mình cả một bó ớt được bày trí đẹp đẽ không khác gì bó hoa. Và chủ nhân nhận nó không ai khác đó chính là Chipu. Cô nàng là cái tên rất được chú ý kể từ thời điểm tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc. Vì thế, ở xứ tỷ dân, Chipu cũng sở hữu một lượng fan khá đông đúc. Có fan còn chờ đợi rất khuya hay rạng sáng chỉ để được gặp gỡ và tặng quà cho nữ ca sĩ. Nhưng món quà này nó lạ lắm, không phải cao lương mỹ vị, quà gì mà đặc sản của xứ Trung đó là một bó ớt. Nhận được món quà này, Chipu đã không khỏi bất ngờ. Lúc đầu cô tưởng chỉ là bó hoa bình thường, nhưng khi nhận về tay, Chipu đã phải há hốc trước sự lầy lội của fan Trung. Được biết, một trong những lý do Chipu được fan Trung tặng ớt bởi cô thường được các fan xứ tỷ dân xem là người đẹp nóng bỏng. Qua những đoạn clip fan Trung chia sẻ, có thể thấy, dù đã rạng sáng 3 đến 4 giờ nhưng lượng fan đến gặp Chipu lại khá đông. Cô nàng được sự che chắn của bảo vệ nhưng vẫn không thể nào đứng vững trước sự đông đảo của fan. Điều này chứng minh tình cảm của fan Trung dành cho Chipu cực kỳ lớn. Họ đứng hò hét tên Chipu một cách mãnh liệt, nói yêu Chipu và cổ vũ Chipu cố lên rất nhiều. Nữ ca sĩ cũng tương tác lại với họ một cách nhiệt tình, tươi cười vui vẻ và quà nào fan tặng Chipu cũng đón nhận một cách cẩn thận. Chipu được fan Trung yêu mến và tặng quà là vô số kể. Nhiều người còn chi lớn tiền trình chiếu video của nữ ca sĩ trên màn ảnh lớn nhằm để động viên cô trước chung kết. Ngoài Chipu thì còn có Lý Hải được fan tặng nhiều món quà độc lạ nhưng toàn là dân dã. Chắc chắn ai cũng nhớ đến thời điểm nam nghệ sĩ ra mắt phim. Hễ đi tới đâu là ở miền Tây cũng được tặng quà mà đem về, Lý Hải có thể mở cả một tiệm tạp hóa hay khỏi đi chợ cả tháng luôn đó. Anh được tặng rất nhiều quà như xoài, dâu xanh, bánh phu thê, cua hay khô. Được fan tặng nhiều quà, Lý Hải và Minh Hà đều ríu rít cảm ơn. Đôi khi có món ngon quá, Minh Hà còn mong rằng có cái bếp ở đó để nấu ăn nữa. Chắn chắn là... chắn là gì á? À, đường nữa, có đường hả? Có nhiều quá vậy. Bên cạnh những sao Việt này thì còn có Vũ Cát Tường cũng từng được fan tặng quà độc lạ là ngôi sao trên bầu trời. Theo chia sẻ của fan thì để Vũ Cát Tường có một hành tinh của riêng mình. Trước sự giải thích của fan khi mua món quà này tặng, Vũ Cát Tường vui cười hạnh phúc và không khỏi bỡ ngỡ. Để mua được sao trên bầu trời thì cũng không phải là điều dễ dàng bởi số tiền để mua cũng không rẻ. Quả thật những sao Việt này toàn sở hữu lượng fan chất lượng không chứ đùa. Tặng quà một là phải khiến thần tượng hạnh phúc, tiếp đến là có ý nghĩa. Còn bạn nghĩ sao về những món quà fan tặng cho thần tượng của mình? Hãy bình luận cho Gian biết nhé!